Bây giờ cuộc sống của ta chỉ còn được kéo với một phường thuốc thần kỳ đó mà tụi đó chính là đổ sần lại kỳ diệu. Trời ơi, làm sao đây? Sần lại, rửa cực dễ, sạch cực nhanh. Và trong khi làm có thể tạo ra được bồng bỏng ở trong điều kiện vật lý. Hãy nhìn sân lại đi. Càng bồi thì càng trơn, mà càng bồi thì không những trơn mà lại còn thơm nữa. Mình sẽ chết. Của tao đó mẹ. Mày đến đây làm gì vậy? Ta bị người bắn trúng rồi mà. Đi xe ra. Sân lại là của tao. Tại sao? Đừng phí mà. Đừng gì mà. Xin lại chỉ để giữ tay cho mẹ. Ừ, cho ta hỏi nè. Bây giờ có lọ sừng là gì dữ rồi à, người cũng muốn dùng mà ta cũng muốn dùng. Tại sao chúng ta không nghĩ ra phương thức chúng ta dùng chung nhỉ? Thôi cầm chai sừng lại đi vào trong kia đi mày. Đi vô. Chê.